Hello, chào các bạn ha. Các bạn đến với bonsai cành ha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tháp cái cây sam núi tái vào cái cây chò mòi nha các bạn. Đây cây trước tiên mình sẽ một cái tha một vết vô cái thân khoảng một phân nha các bạn. Rồi chúng ta chọn cái cành sam núi tái, cành sống khỏe đang sung nha các bạn. Rồi chúng ta gọt thành như hình niêm ha. Chúng ta gắn vô cái dấu chẻ hồi nãy đó, nó chẻ trên thân của cái cây chò mồi đó. Gáp cho chặt vào, khít vào. Nhớ gáp hai cái da của cái nhánh tháp và cái da của cái thân cây nó liền với nhau nha các bạn. Chứ mình không liền cái da là nó không có dính được nha các bạn. Để cái nhựa nó không có qua được á. Nhớ trước khi mình tháp là mình nên bỏ cái cây chò mồi một ngày nha. Một ngày chúng ta đừng có nên tưới. Bỏ cho nó khô ráo cái ráo rồi đừng chúng ta tháp cho nó dễ dính. Chứ nếu không mà chúng ta bây giờ qua tháp cái cành hai ha các bạn. Nãy mình đang nói nếu mà để mà cái cây nó nước nó nhiều quá đó, chúng ta khi chúng ta tháp nó bị thúi cây, nó dễ thúi cây bo lắm, nó không có dính mà nó thúi là cái chân bo cái nó chết nha các bạn, nó không có dính nha. Rồi chúng ta phải bỏ tới một ngày cho nó cây nó khô ráo đi. Rồi chúng ta chọn cái bo cho nó vừa ý rồi chúng ta để cho chúng ta thép. Cho gót hình niêm ha. Chúng ta hiện ta ghép trưởng và nhớ coi cho cái kỹ cái da của cái bò với cái bò da của cái thân cây á, nó phải liền với nhau nha. Cái chọt này nó hơi lớn nên mình tháp vô hai bò đi cho nó mau mau đầy chi tàn đó, cho nó mau đầy. Nhớ nha các bạn, nhớ mình ghép là mình phải để cho nó liền giữa cái da này với cái da kia nha, cái da của cái cây nhánh cái bo ghép với cái thân của cái cây á. Các bạn cứ an tâm ha, mình ghép thì nó phải sẽ dính nha, chứ nhiều khi các bạn nghĩ nó tại sao mà cái cây sam núi tái mà ghép vô cái cây chò mồi sao nó dính. Những cái loại cây mà nó cùng họ là mình tháp được hết nha các bạn, tuy nó khác cây lá khác cái nhưng mà nó cũng chung một họ nên nó giống nhau, cái mũ nó giống nhau thì mình tháp được hết. Để cuối cùng mình sẽ cho các bạn có xem cái bo mình đã tháp này cũng được 2 tháng rồi ha. Nó nếu không tin thì các bạn chút nữa các bạn sẽ thấy. Này, nhớ mình quấn cho chặt cây vào nha các bạn. Mình ông cái bo cho nó cứng, cái bo với cái cho nó với cái thân nó dính cho nó liền, nó cứng với nhau nha. Chứ để mình tháp xong mà nó còn lúc lắc nó nhựa nó kéo qua ra không có được, kiểu nó lắc hoài thì nhựa nó kéo không được thì nó chết cái bo nha. Gàn sao phải cho nó cứng. Xong xuôi cho lấy bịch ni lông á ta tòng vô cột cứng lại để nên mình bịch cái này vô đang cho cái giữ ẩm cái nhánh bo nha các bạn.
cái bo tháp mà mình không tầm thì một chút xíu nó sẽ thoát thoát nước được thì nó sẽ khô thì nó chết. Mình tầm vô cái bọc mũ thì nó không có thoát nước được. Cái bo chúng ta tháp chúng ta cũng chừa vài cái lá ha, vài cái lá xanh đó. Nó có cái chất cái lá nó nặng, nó hút cái nhựa trong cái cây của cái chòm mồi nó ra ngoài, nó ra cái lá đó. Cái lá nó hấp thu được, nó mới hút được cái chất nhựa trong cái thân cây ra. Nhưng chúng ta tháp mà những cái bo mà nó không có cái lá thì nó dở, nó lâu liền, nó lâu dính. Chúng ta bỏ thì bỏ vô cũng một ít lá thôi nha, chứ Xong lá thưa các nhiều bạn, quá thì cũng không được. Đây là chúng ta ở mình sẽ cho các bạn xem cái nhánh mình đã tháp này được 20 xong ngày thưa rồi các ha. bạn. Đây với Đây đây đây, mình xin coi cho các bạn ở xem cái 2 tháng này các bạn, quên lỗi lộn đã được 2 tháng rồi đó. Nó tốt như thế này, tốt xanh mướt vậy đó. Đây là cái bo mình tháp ở ngay đây nè, nó cái dấu tháp á, lá dần lá xanh núi tái thì quá đẹp rồi. Thôi dì déo đến đây mình xin kết thúc hơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào dì déo sau hen. Bye bye, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha.